Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong lòng mình cảm thấy rất vui khi gặp lại tất cả các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Excel tính tiền thuê phòng khách sạn. Với công việc của kế toán thì việc tính tiền thuê phòng ở khách sạn cho khách hàng là công việc thường phải thực hiện. Đầu tiên họ sẽ ghi lại số ngày đến và số ngày đi để trả phòng, từ đó tính ra số ngày ở lại khách sạn. Để tính đơn giá bạn có thể lấy số ngày đi trừ số ngày đến là được. Kết quả nhận được chính là số ngày ở khách sạn thông qua hàm trừ Excel. Theo đó các bạn có thể copy công thức xuống bên dưới một cách đơn giản là hoàn tất. Nếu muốn tính tiền thuê phòng, bạn chỉ cần lấy số ngày ở nhân với đơn giá ngày. Trường hợp có tính giảm giá nếu khách thuê phòng từ 15 ngày trở lên thì ta chỉ việc lấy tiền thuê nhân với phần trăm giảm giá. Cuối cùng tính ra số tiền khách hàng phải trả bằng tiền thuê trừ đi tiền giảm giá là xong. Cách làm cụ thể trên Excel được thực hiện như sau: Giả sử ta có một file Excel theo mẫu như trên màn hình gồm bảng tính tiền thuê phòng, một bảng biểu giá phòng và biểu chi phí tiền ăn trong một ngày. Các bạn có thể đặt biểu giá phòng và biểu chi phí tiền ăn trong một ngày ở một sheet khác và đơn giá các bạn có thể tự thay đổi cho phù hợp với khách sạn mà bạn đang làm việc. Trên bảng tính tiền thuê phòng khách sạn này, các bạn thấy tại cột B tương ứng là cột số thứ tự, cột C tương ứng là cột họ và tên, cột D tương ứng là cột mã số, cột E tương ứng là ngày đến và cột F tương ứng là ngày đi. Đây là cột các bạn phải điền chính xác, đầy đủ khi lập bảng tính tiền thuê phòng khách sạn. Lưu ý tại cột mã số được đánh kết hợp giữa loại phòng và mã khẩu phần ăn cụ thể là hai ký tự đầu tiên là loại phòng hai ký tự tiếp theo là mã khẩu phần ăn ngoài ra tại các cột ngày đến và ngày đi các bạn phải nhập chính xác đồng thời phải định dạng theo ngày ở việt nam việc còn lại là các bạn phải điền dữ liệu tại các cột để chống là cột g số ngày ở cột huyện tiền ăn cột y tiền thuê phòng cột di tiền giảm giá cột k chi phí dịch vụ và cột l số tiền khách hàng phải trả. Trước hết, ta cần phải đặt tên cho vùng dữ liệu, mỗi khi ta muốn tham chiếu vào vùng dữ liệu đó, ta chỉ cần gọi tên vùng dữ liệu đã được đặt tên đó. Trước tiên, ta cần đặt tên cho vùng dữ liệu của bảng biểu giá phòng. Tại sheet tính tiền phòng này, các bạn click chuột vào thanh công thức formula, nhấp chuột vào nút define name, hộp thoại new name sẽ xuất hiện. Trường name Nhập tên cho vùng muốn đặt tên. Ở đây tôi đặt là giá phòng. Viết liền không giấu. Trường sờ cốp. Đây là nơi quy định phạm vi của tên được sử dụng. Các bạn để là uốc búc để tên sẽ được sử dụng trên toàn uốc búc. Trường di phơ tu. Đây là vùng dữ liệu nguồn cho tên. Bạn nhấp chuột vào mũi tên màu đỏ để chọn vùng dữ liệu nguồn. Ở đây tôi chọn nguồn là bảng tính tham chiếu đến vùng từ OC18 đến E21. Tiếp theo, ta đặt tên cho vùng dữ liệu của bảng biểu chi phí tiền ăn trên một ngày. Các bạn click chuột vào thanh công thức Formula, nhấp chuột vào nút Define Name, hộp thoại New Name sẽ xuất hiện. Trường Name, nhập tên cho vùng muốn đặt tên, ở đây tôi đặt là giá khẩu phần, viết liền không dấu. Trường Sở Cốp, đây là nơi quy định phạm vi của tên được sử dụng các bạn để là workbook búc để tên sẽ được sử dụng trên toàn ước búc. Trường GIF2, đây là vùng dữ liệu nguồn cho tên. Bạn nhấp chuột vào mũi tên màu đỏ để chọn vùng dữ liệu nguồn. Ở đây tôi chọn nguồn là bảng tính tham chiếu đến vùng từ OG17 đến L18. Để tính số ngày ở thi tại OG4 ta gõ công thức bằng F4 chữ E4 nghĩa là ta sử dụng hàm trừ trong Excel để tính số ngày ở bằng số ngày đi trừ số ngày đến. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô G4 sao cho xuất hiện dấu cộng, giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột. Để tính tổng chi phí tiền ăn của khách hàng thì tại ô huyện 4 ta gõ công thức bằng hát dài D4.2.2 giá khẩu phần chấm phẩy 2 chấm nhân G4. Ta có thể giải thích công thức trên như sau. Sử dụng hàm hát trong Excel để tra ra đơn giá khẩu phần ăn trong một ngày. Sau đó nhân với số ngày ở để tính ra chi phí tiền ăn của khách hàng. Muốn tra được đơn giá trong biểu chi phí tiền ăn trên một ngày thì ta phải lấy được mã khẩu phần ăn bằng cách sử dụng hàm dai lấy hai ký tự cuối của cột mã số. Ở đây là OD4. Dài D4.2 là giá trị để dò tìm, dò tìm theo mã phần ăn. Giá khẩu phần là vùng để dò tìm là vùng từ OG17 đến L18 trong sheet bảng tính. Hai là hàng cần trả về là hàng thứ hai trong vùng dò, hàng đơn giá. Không là tìm chính xác. Sau khi tra được đơn giá bằng cách sử dụng hàm HLOOKUP, các bạn phải lấy đơn giá đó nhân với số ngày ở tức là OG4 để tính tổng chi phí tiền ăn. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải OH4 sao cho xuất hiện dấu cộng, giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột H. Để tính tiền thuê phòng khách sạn thì tại OI4 ta gõ công thức bằng. Íp G4 lớn hơn 0 V lúc upp D 4.2 chấm phẩy giá phòng 2 0 nhân g 4 V lúc upp D 4.2 chấm giá phòng 2 0 chia 2 ta có thể giải thích công thức trên như sau sử dụng hàm điều kiện ít để kiểm tra xem khách hàng thuê phòng trong ngày hay thuê dài hạn Nếu thuê dài hạn thì OG4 tức là số ngày ở của khách hàng phải lớn hơn không Khi đó Tiền thuê phòng được tính theo biểu đơn giá bình thường bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP. Muốn tra được đơn giá trong biểu giá phòng thì ta phải lấy được loại phòng bằng cách sử dụng hàm lép lấy hai ký tự đầu tiên của cột mã số, ở đây là OD4. Lép D4.2 là giá trị để dò tìm, dò theo loại phòng. Giá phòng là vùng để dò tìm là vùng C18 đến E21 trong sheet bảng tính hay là cột cần trả về là cột hai trong vùng dò cột đơn giá không là tìm chính xác. Sau khi tra được đơn giá bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP, các bạn phải lấy đơn giá đó nhân với số ngày ở tức là OG4 để tính tổng giá tiền thuê. Trường hợp ngược lại là OG4 nhận giá trị bằng không, nghĩa là khách hàng thuê phòng trong ngày thì tiền thuê phòng được tính bằng một nửa đơn giá phòng. Cụ thể là ta dùng hàm V lúc áp, công thức tính tương tự như trên để tính ra đơn giá phòng, sau đó chia cho hai là được. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô y 4 sao cho xuất hiện dấu cộng, giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột y. Tiếp theo. Các bạn phải tính tiền giảm giá cho những khách hàng thuê phòng từ 10 năm ngày trở lên thì giảm giá 10% tiền thuê phòng. Phần giảm giá này các bạn tự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của khách sạn của bạn. Để tính tiền giảm giá thì tại OG4 ta gõ công thức bằng FG4 lớn hơn hoặc bằng 15.10 phần 100.0 nhân Y4. Ta có thể giải thích công thức trên như sau. Ta sử dụng hàm ít để tính ra phần trăm giảm giá. Cụ thể dùng hàm ít kiểm tra xem số ngày ở tương ứng tại OG4 xem có từ 15 ngày trở lên hay không. Nếu thỏa mãn thì giảm giá 10% và ngược lại không được giảm giá. Sau khi có phần trăm giảm giá rồi thì các bạn nhân với tổng tiền thuê phòng tại OI4 là được kết quả. Sau đó các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô di 4 sao cho xuất hiện dấu cộng, giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột di. Tiếp theo, các bạn phải tính chi phí dịch vụ những khách hàng thuê phòng theo quy định hiện hành. Phần trăm chi phí dịch vụ này các bạn tự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của khách sạn của bạn. Tại ô K4 ta gõ công thức bằng VLOOKUP D4.2. Giá phòng.3.0 nhân với i 4 Công thức này được giải thích như sau: Muốn tra được phần trăm chi phí phục vụ trong biểu giá phòng thì ta phải lấy được loại phòng bằng cách sử dụng hàm lép lấy hai ký tự đầu tiên của cột mã số. ở đây là ô D4. Lép D4.2 là giá trị để dò tìm, dò theo loại phòng. Giá phòng là vùng để dò tìm là vùng C18 đến E21 trong xít bảng tính. 3 là cột cần trả về là cột 3 trong vùng dò. Cột chi phí phục vụ. Không là tìm chính xác. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô K4 sao cho xuất hiện dấu cộng. Giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột K. Cuối cùng chúng ta phải tính số tiền khách hàng phải trả tại cột L. Tại OL4 ta gõ công thức bằng Y4 trừ G4 cộng huyện 4 cộng K4. Công thức này có ý nghĩa là số tiền khách hàng phải trả bằng tổng số tiền phòng trừ đi số tiền khách hàng được miễn cộng với tổng số chi phí khẩu phần ăn và chi phí dịch vụ. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô K4 sao cho xuất hiện dấu cộng giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột K. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng Excel tính tiền thuê phòng khách sạn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.